cơm nướng cá. Cứ để vào vỉ đi, xong là để mình kệ ở ngoài thôi. Để ngược cái đuôi ra. Rồi đuôi đầu ra, con ngoài ra, ngoài gì ấy. Quấn hai cái vào nhau. Quấn. Cả lương bên cá lươn đi thì kêu món về để cái hay que thôi. Bố quyết chị cho chị không ạ? Không về bố quyết chị rồi, còn lâu mới đẹp được thế. Biết đẹp vào. Không phải khen tí đâu, lại bắt đầu lại như là con gà mới. Nó ra sâu, để cho dài ra, để ngoài đây đứng dần thì hâm cho nó lát hết cả. Vâng thì ạ. Nhả cá đầu tiên này, lên thử xem nó có ngon không. Em nhìn chữ mẫu ấy xong là em bảo nó bây giờ phải đánh giữ cá này để cho cái cá các bạn đấy chất chất luôn. Giờ chất của mình là
đi đi kéo bó ấy, là ở sông ấy cá chắc nó ra nhiều ấy, rất nhiều cá trôi loại này. Đấy, mình nướng ấy, mang về làm ngon ấy. Quay đúng đúng quả cá nướng Tây Bắc luôn các bạn. Đấy, nướng không không có lửa cháy nha, do cái hơi nóng lên thôi các bạn. Có thiếu ít mắc kén các bạn, chắc lần sau mình sẽ lấy mắc kén nặng. Lần này thì chắc là được này thôi. Gái gái xin cầm cá thì cá lớn. Cầm cầm cho đi. Ngon không con? Ăn cẩn thận xương nha. Mày tha cho mày xuống.